sẽ giới thiệu với các bạn cái ống tắt ngải cứu bằng gỗ của Diện Chẩn này. Nhiều người nhìn cái này thì không biết nó là cái gì, nhưng mà thực ra mình rất thích cái này. Cái này nhìn nó rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Đấy. Cứ năm cái này mà chập vào nhìn rất là đẹp. Đấy. Và các bạn chú ý cái này. Đấy. Nó bằng gỗ. Thế thì đây chính là cái ống tắt ngải cứu. Thì khi mà mình đốt cái điếu ngải cứu này lên các bạn này, chúng ta sẽ dùng cái bật lửa khò này, bật lửa một tia này này. Đấy. Thì mình khò nó nhanh, chứ mình dùng bật lửa thường nó lâu lắm mà nó dễ hỏng bật lửa. Đấy. Mình đốt, mình khò một cái điếu ngải này lên. Đấy. Mình đốt cháy điếu ngải thì sau đó thì mình dùng điếu ngải này mình hơ, mình chữa cho bệnh nhân. Nhưng bây giờ mình tắt điếu ngải bằng cách nào thì rất là đơn giản thôi. Mình sẽ cho mở cái ống ngải cứu này ra, xong mình nắp vào, mình đóng vào. Đấy. Là coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Đấy, mình đóng như này nó rất là thuận tiện. Cái ống ngải này nó dài 19cm và nặng 63g. Nó chất liệu bằng gỗ cao cấp. Thì mình chỉ cần bỏ điếu ngải cứu vào, sau đó đóng nắp lại này, thì ngải cứu sẽ tắt vì thiếu oxy. Nó vừa sạch vừa đẹp và có thể mang theo sử dụng ở bất cứ nơi nào. Đấy, mình bỏ vào túi và mình đi ngay được. Thì cái này nó rất là an toàn, tại vì nếu mà mình bỏ ra ngoài nó rất là dễ cháy tiếp và nó nguy hiểm. Đấy, thế thì mình bỏ vào đây, mình đóng vào, nó rất an toàn. Ở nhà mình an toàn mà mình đóng, mà mình bỏ trong cặp sách mình lại đi tiếp. Đấy, nó rất là tiện dụng và mình nghĩ rằng cái này mỗi người nên có một cái, vì cái sự an toàn là trên hết. Đấy, rồi chúc các bạn thành công.